Dinh sang bên chỗ em đi. Dinh sang bên này. Ngồi yên để anh phải thua. Đấy mạnh à. Rồi. Cất bớt đồ đi, dọn cất dọn đồ đi. Chào Khánh Ninh, nước. Có để lấy điện mà uống không? Không có thứ. Không nhiều. Đống này mẹ gọt đi cho nó hết thì không để ăn, để nó hỏng. Để nó hỏng. Để cho hỏng đi. Mà mình nó nguyên mát chứ chắc, là còn mấy kiểu gì đấy. Nó bán cùng nó dễ ấy. Để bán. Vẫn đi thẳng, cho Nguyễn Hữu Thọ. Chích 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 chả. Chỗ anh Vinh có chỗ để giày đúng không? À, để đi trên xe thì đi dép thôi. Đi dép thôi để chạy thôi. Bảo. Để đi giày. Đi giày. Đã để ra trong lên xe rồi. Chạy để đi chạy lại nó dễ đấy. Dưới đấy mà còn kêu nắng thì trên này còn nắng nữa. Đấy.
cả bên cạnh rồi. Đấy, cháu đây. Không động nó mà tự nhiên nó lại hét. Chứ không chơi với nó nữa, cho nó chơi với mình. Cho nó ngồi với mình kệ. Đấy, cho nó ngồi im nó ôm đấy. Không ai chơi với nó, tí nữa xuống kia thì thả lên dưới đường, không cho trên xe. Cái hét là mầm 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 đấy. Xem tivi nhiều quá, giờ không cho xem tivi nữa. Xem cái học trò ở đâu.
nhìn cái đèn nào. Thì ra thế này có muối tôm đấy hay. Ê, hôm nay sớm nhà mẹ mang đi cho mà. Không biết có biết mẹ mang mang đi chuẩn đâu. Muối tôm. Đấy mẹ vứt túi rác thế này nha. Mẹ chạy theo tôi. Mình ăn bơm đi. Rồi. Mình xin đi lên đây mẹ. Khu du lịch Bà Nà Suối Mơ. Em cũng đoán là đường này là đường đi Bà Nà. Đi thẳng đây ra Huế này, Quảng Nam này. Mẹ mất hơn tuổi gì đấy à con? Mình ngồi im nhá. Mẹ quên chưa? Mẹ thật. Bơ
vận động.
Ôi trời. Anh Minh ơi. Cao tốc Quảng Ngãi Đà Nẵng đây. Ui à, đây đi ra đây. Ừ, đi vào đây rồi bắt đầu mới gọi điện hỏi xem xin cái vé có được không. Vé bây giờ vé tự động thì vé tự động không có cửa ngách à. Đâu, bản thân chị chính chủ đi còn nữa phải lục ra. À đấy. Em chạy vào Nha Trang nhưng mà bây giờ đi vào thì nó lại chỉ vào cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Ừ, lại nhớ cái trạm cao tốc chỗ anh làm. Nó đi cao tốc thôi nhỉ. Và thế thôi, cà phê đi nha. Gọi chứ đi. Và để không ngồi dịch ra đây một tí để
dài. Anh lượng nó đến tận Quảng Ngãi cơ mà. Bỏ qua Quảng Nam, qua hẳn sang Quảng Ngãi. Đúng không? Đây đây, đi qua Quảng Nam mà đi. Đi qua Quảng Nam mà đi. Nó chẳng qua, nó chỉ không đi qua thành phố đi. Rồi, bây giờ đến lượt em Ninh. Em Ninh còi không? Ninh hát bài đi con. Em Ninh có buồn ngủ rồi. Ninh hát bài con bò đi. À, em Ninh đi ấy đi. Bố công nước cam. Ờ, đấy, cho nên là mẹ mới phải quay ra nước khác đi. Uống nước cam đi. Là uống nước cam, một kháng sinh rồi phải vào uống nước cam. Anh Ninh ơi, chưa phải kể uống nước. Thôi, để uống nước sau này ngủ. Uống một nước cam đi rồi ngủ. Nào, ngồi dậy. Không là sốc máu mũi này. Ở đây nó chảy xuống này. Không đi ỉa được đây này. Hoặc là đi ỉa kiết lị à. Tưởng à. Thank you.
là Thanh Hóa. Còn đi từ Quảng Trị thì đến đấy này, Quảng Trị đến Đà Nẵng này, La Sơn. Nó phải đi đến tốc độ này thì mới được. Tốc độ 80 cây. Chậm đã ấy rồi, xong còn không có vượt đường bé tí. Thuận một tí, thuận kia.
cây tự mọc mà con. Đâu, cây kia sẽ trồng cái tự mọc. Không, bên trong kia có những ý em là cái hành lang đây này. Ờ, cái còn là tự mọc.
này thì cả tông nhiều quà thì đừng nghĩ đây lại
cao tốc này vắng lắm, thỉnh thoảng mới gặp được một xe cùng chiều. Đấy, gặp anh đi xem phim ở đâu? Chắc máy đâu anh chắc đi đâu. Nó bảo xem lót tè. Lót tè á, trong nhà trang lót tè. Lót tè khi mà đồng phúc định xem phim ở đâu? Lót tè xin mà là chỗ nào? Ở trong đấy. Ở trong Vincom. Trong Vincom á? Ở trong Vincom. Vincom có lót tay. Ồ. Lót thuê. Chỗ là Vincom sẽ có thể có về. Lót thuê. Đi chơi sướng chẳng nhớ gì bố mẹ cả. Ui, con gì nó thò đầu ra ngoài. Thế mà nó chạy ra đường cao tốc thì chị. Có chị thuê đi ạ. Ê, đang làm gì đấy? Ở đang chơi à? Ở đang chuyện điện thoại à? Hôm nay không đi chơi đâu à? Không đi tắm biển à? Có tắm biển không con? Không. Ôi, Ninh mới được. Không, bây giờ lắm. Ninh mới được tắm cơ mỗi đi. Chiều đi nhưng mà chiều đi chơi, chiều đi sớm hay là không đi tắm biển được mấy ngày hôm nay mà. Thế à? Xuống nhá. Bố mới nhúng chân xuống biển Đà Nẵng thì sáng nay ra nhúng chân biển Đà Nẵng thì em Ninh thì nghịch nước được một tí. Hôm trước ấy, bọn con ở cái việc này á, đúng là lắm nhưng mà đúng là sóng ở biển ấy, xong sóng nó to, xong rồi đúng không nó đang đi, nó đến đầu gối thôi, xong rồi nó đánh sóng tạt lên một con ướt hết cả quần áo, thế là đáp nó vào ấy, dù quần áo. Sóng ở đấy to thế cả. Giặt đi, mai mặc tiếp. Giặt rồi nhưng mà nó vẫn còn đáp. Thế á? Thôi thôi ơi, vẫn mặc được. Mang ra ngoài hàng người ta giặt cho. Thế là cậu vẫn đang ngủ à? Tất cả đang thức ăn. Cậu đi chơi. Cậu đi chơi à? Cậu đi chơi. Cậu đi thức cho bạn con rồi, dậy cho bạn con mà. Ơ thế từ hôm vào đến giờ cậu không vào trong công trường à? Có, cậu đang ở trong đấy mà. À thế là ba chị em ở nhà đấy à? Vâng. À, chắc là tình toàn cậu này phải đảo vào một cái đúng không? Sao lại đảo ra? Chở bùn về cho bà Tám. Xúc bùn về cho bà Tám. Không.
mùn nó khác. Cái mùn cũng thích rau lắm. Cháu thích càng tốt rau càng mát da. Đẹp da. Nhìn đây này, tay lái xe đây này, nhìn thấy chưa? Đấy. Sợ nắng đến mức mà phải đeo găng tay đấy. Kinh, bây giờ là cũng biết gìn giữ rồi, hồi xưa là không thấy đâu. Tại vì là nắng, Đà Nẵng nắng bên trong rồi nó cháy ra. Không, ở bên trong này nắng nhưng mà nó vẫn mát, nó không như ở ngoài Hà Nội, kinh khủng. Học đấy thì cũng biết, ngoài Hà Nội thật tí, ngoài đất tí. Nó biển bao giờ chả mát hơn cả đất. Đây sẽ là Tam Kỳ, Phú Ninh. Rồi đi nhanh lắm, giờ này đi được cao tốc nhanh lắm bọn. Toàn sắp đến rồi. Toàn 120 cây một giờ. Tối nay là sẽ vào đến nơi. Ra Quy Nhơn. Quy Nhơn đi thăm lại cái gì nhỉ? Hoa vàng trên cỏ xanh. Hay là tối nay ngủ Quy Nhơn rồi xong mai mới vào nhỉ? Không. Sao đây không? Tối nay có khi nghỉ ở Quy Nhơn. Vào đây chơi. Ở đây người ta hay dùng cao cao nhỉ, cao hồi cao đấy, cao hồi gì đâu. Thế sáng nay cậu đã đi hỏi thăm chưa? Cũng chưa ạ, sáng nay tập. Chắc là chiều cậu mới hỏi. Sáng nay cậu đang đi ấy mà. Ở khách sạn này có đông người không? Không, chẳng đông đâu. À thế à? Mà khách sạn này thì ấy lắm. Ấy là gì? Không. Căn bản là thuê lâu thì phải thuê ở cái khách sạn đấy thôi. Đúng rồi. Tại vì mình ở đây lâu mà. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Cậu ở đấy hàng tháng nên chỉ thuê cái khách sạn đó. Đà Nẵng, Quảng Ngãi. 120 cây. Một giờ cao nhất. Đây này, những cái đấy, thấy chưa? Cái đường này là bị đây này, chưa đi vào hoạt động đã sụt lún về cái dạng đất này. Không khắc phục. Hết. Thế thôi, con nghỉ ngơi đi nhé. Xong rồi là tối gặp lại sau. Nhớ hello. Nhớ đi, nhớ xem bánh gato ở chỗ nào, bánh hiểu bánh ngon ấy thì để cần đặt một cái. Mấy tầng? Có đặt một cái 3 tầng đi, 4 tầng đi. Trời ơi. 5 tầng. À đặt 5 tầng đi. Cho mẹ mày làm gốc. Ở dưới xong rồi bố xong đến thì 3 đứa 5 tầng. 4 tầng. Không bánh trên cô. Không trên cô. Đấy, xem đặt cái bánh gato 5 tầng ấy. Nó hoành nhá. Đâu đang chập cái gì kia? À, chập tóc à? Chập mái à? Ở đấy chắc chi đến mấy giờ đây mới đi ngủ? Để bố cái lấy chai bắt mặt. Bạn cho bố cái chai nước. Thế là không được rồi. Nước chè đấy, bạn cho bố cái chai nước bố được đấy. Nhưng mà cậu không thức mấy giờ đấy cậu mới đi ngủ mà. À thế à? Có mỗi là cậu đi ngủ trước thôi. Rồi, thế thôi nha. Sắp ăn cơm chưa chưa? Thế chưa không nấu cơm à? Hay là đi ra ngoài ăn? Ăn cơm. Cậu mua gà rán về. À thế à, trên đây ăn gà rán à? Kinh nhờ. Thế tối nay nấu cơm ăn à? Không, tối nay đi ra thì... À, tối nay đi ăn đấy, đi ăn mấy cái quầy ấy ở bên
ngoài kia để đi xe máy luôn cho nó khó. À thế à? Thế thế từ hôm đến giờ vào nấu cơm được mấy lần rồi? Một lần nè, đó là chưa được lần nào, chẳng qua tại không thể mua á. Để mua. Thế thôi nhá. Ba. Bye bye. Mọc nhiều trứng cá chưa? Nhiều lắm. Thế quả không ăn hoa quả à? Không bảo cậu mua hoa quả ăn à? Không. Tại sắp ấy, có mua nhưng mà lại đủ. Tức là thỉnh thoảng mới ăn thôi. Biết. Ăn đi, chịu khó ăn hoa quả đi. Cho nó đỡ mồ hột. Đang vào đây, đang vào đây. Đang vào nơi rồi. Đang vào. Đang vào để đón con gái đây. Đang vào để đón con gái yêu đây. Thấy chưa? Cả nhà đi ô tô và đón con đấy. Không, con đi máy bay. Hả? Đi máy bay. Đi máy bay à? Đi thôi, đi cùng thì đi, mà đi máy bay thì đi. Con muốn đi cùng nhưng mà bố mẹ phải ở lại cơ, thì con phải đi cùng, ở lại lâu hơn ý. Ở lại như nào? Mẹ phải ra. Ở lại lâu hơn ý. Mẹ phải ra, mẹ đi ấy chứ. Ra còn đi làm chứ. Đi lên Buôn Mê Thuột không? Lên Đắk Lắk không? Không. Đi không. Măng Đen ấy. Du lịch Măng Đen ấy. Không. Không đi cả. Không, chẳng có gì đâu. Không có gì à? Đi chưa? Chắc là xem thằng Dino nó đi. Xem là Dino đi gì. Thấy chán đấy. Rồi, cái nó đỡ buồn. Ha 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 ha.
nào không? Có hả? Dơ cho cái mông, dơ đấy. Có. Cái con bên kia. Thế rồi, nó ăn bằng cuối rồi. Nếu không có con cuối là Vinh phải phần thân định. Ở trong siêu thị đấy thì đầy mông đào với còn gì nữa. Và cậu mua cho mà ăn. Siêu thị ở đây bé nó chẳng có gì cả. Đúng thế à? Siêu thị ở đây thì ba to có hai tầng mà chẳng có cái gì cả. Nó cứ sẽ thưa ra ấy, chẳng có cái gì hết cả. Bảo cậu dắt cái siêu thị khác. Chả có cái siêu thị đấy. Nha Trang. Chả có cái siêu thị đấy là to nhất rồi. À còn cái Vinmart nó chưa vào. Không biết là có to không. Nha Trang mà cũng thuộc thành phố to thì có siêu thị bé. Mày đi đâu ấy? Có Vinmart đắt lắm mày ạ. Sao lại Vinmart đắt? Có mát đấy, chỉ quả vừa nó mát hẳn ra khoảng mỗi 13.000 thôi. Ờ đúng rồi, có mát bao giờ nó cũng giá tốt hơn ở Vinmart mà. Ở trong miền Nam thì tất cả hay đi cố mà. Ở trong đây rẻ ơi là rẻ. Xong rồi ở con mắt nó không có cái trung quốc nữa mà. Mẹ bảo con lên Google. Sớt. Vì bây giờ có ô tô của bố rồi. Đi vào cao tốc này chắc phải đổ đây bình xăng. Đấy lúc nãy bảo anh đổ. Mình phải chuyển cái rác cho mình nhé. Hôm nào mà mãi đi không đi trả là con kia ăn đi sang đâu được mấy chuyện nó không nhau. Đây đây là mẹ ngon đấy. Ninh nhà chị gọi đang ngáy pho pho rồi, còn lâu ngủ mấy tiếng cơ, đang ngủ trưa rồi. Lợi không biết. Ừ, bắt em tha nhiều chứ hôm qua đi em còn đang ốm cơ. Mắt còn đang mệt ơi là mệt. Chẳng qua là lên ô tô đi nó mới khỏe ra đấy. Gọi điện không nghe rồi lại còn cứ kêu. Ôi, mẹ gọi lại chứ. Gọi mấy cuộc rồi còn gì nữa, nhìn thấy có mấy cuộc rồi nhớ còn gì. Chứ là phải, bố mẹ thấy lúc ấy con chưa sao lúc sau con ăn thì bố anh phải gọi lại chứ. Chứ sao con không gọi lại thế. Bởi vì có thể mẹ không ăn. Xong rồi bố nhắn cho con, bố cũng phải mẹ là mai bố đi chứ. Xong bố cũng chẳng nhớ là mai bố đi gì cả. Gọi mấy cuộc gọi nhớ rồi mà chẳng thấy trả lời. Đi chơi nghĩa là cứ đi luôn, không có động chạm gì.
được. Đấy, vẫn còn hò. Thế thôi nhá, để mạng bị đơ rồi. Gặp lại sau nhá. Bye bye con gái. Tạm biệt, tạm biệt. Ôi, Ninh vừa dậy xong rồi, chính Phúc lại tắt rồi. Ô, con gấu, con gấu. Mình đưa đôi Doraemon cho em kìa. Ôi, chị Phúc vừa gọi sao? Nói chuyện với Phúc không? Mình đang ngủ rồi. Con gấu, Minh đâu đưa con gấu. Minh đưa con mèo. Minh đưa con mèo đây. Mẹ không cầm được. Tưởng là phải to lên mình mới cầm được chứ. Con đi ngủ đi. Con xuống dưới kia nằm ngủ đi. Con nó không sống cuộc đời.
phận Quảng Ngãi. Đấy, đi hết Quảng Nam rồi đấy.